Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Cá Cảnh của mình. Hôm nay thì mình sẽ ghé qua thăm cái bộ Full Gold Guppy của mình. Thì đây là cái bộ cá mà mình cũng đang rất là khá thích nó hiện tại với cái màu vàng đẹp đẽ. Thì hôm nay mình sẽ cho chúng ăn ít trùng chỉ, thì hy vọng sẽ có một cái video đẹp giúp cho các bạn thư giãn. Xin mời các bạn đi theo mình để xem video nhé. Đấy, đây là cái bộ cá Full Gold Guppy của mình đó các bạn. Đấy, mình có hai trống hai máy lận, nhưng mà do mình thả chung để mình ép đấy, thì cái con trống kia nó khá nhỏ hơn, vì con trống này ăn hiếp dữ quá nên mình vớt ra vớt một con, mình để một trống hai máy luôn các bạn. Đấy, bạn thấy không, màu vàng rất là sặc sỡ. Để mình cho chúng ăn ha, mình sẽ cho chúng một ít trùng chỉ cho các bạn xem. Đây, trùng chỉ mình đã nằm ở đây rồi. Mình rất thích là sưu tầm cá đó các bạn, không cần nuôi cái số lượng nhiều lắm, mỗi cá một ít nhìn nó vui vui con mắt là được rồi. Đấy, cho nên cá với màu này thì mình sưu tầm được cũng vài loại rồi. Đấy, đây là một trong số những cái loại mà mình sưu tầm được, các bạn đi xem và đánh giá cái loại cá này nó bơi lội thì như thế nào nhé. Riêng mình thì rất là thích rồi, cái màu vàng rất là nổi bật. Vào
và cái loại bể màu này nó ăn cực ít nhé các bạn, bạn thấy không, cực chùm chỉ mình bỏ vô nhỏ xíu thôi, nhưng mà mỗi con cắn một miếng rồi là đủ rồi đấy, chúng không có ăn nhiều. Thank you.
cái video của mình, video cho cá bảy màu full gold guppy của mình ăn đến đây xin được phép được kết thúc ở đây. Thì chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào tạm biệt các bạn.